Thưa quý vị, tỷ giá đô la Mỹ sáng ngày 24 tháng 10 được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tại mức 23.700 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 12 đồng so với phiên ngày 22 tháng 10. Tỷ giá trung tâm đã có phiên tăng thứ 12 liên tiếp với tổng mức tăng là 283 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá được điều chỉnh tăng kịch trần biên độ 5% theo quy định. Tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ được mua vào ở mức 24.575 Việt Nam đồng, bán ra ở mức 24.885 Việt Nam đồng. Các ngân hàng khác như Vietinbank, ACB, Eximbank, Tiên Phong Bank cũng đồng loạt nâng giá bán ra lên 24.885 Việt Nam đồng. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ cũng tăng nhẹ. Hiện 1 đô la Mỹ mua vào ở mức 25.000 đồng, bán ra ở mức 25.150 đồng, tăng 50 đồng so với ngày hôm qua. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Nam rà soát cung cấp thông tin liên quan việc lựa chọn khách sạn resort là địa điểm cách ly, xin chủ trương cách ly, tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly. Sau khi có đề nghị này, tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung yêu cầu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, gửi dự thảo công văn trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các hồ sơ, tài liệu liên quan kèm theo về tỉnh trước ngày 28 tháng 10. Trước đó, Bộ Công an cũng có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin liên quan đến người nhập cảnh và các chuyến bay giải cứu trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án xử lý khắc phục sạt lở mái ta luy đường Nguyễn Tất Thành nối dài thuộc đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Cách đây hơn đúng một năm thì hàng trăm khối đá trên núi Bà Hỏa sạt lở xuống đường và cơ quan chức năng đã phải rào chắn một chiều con đường này. Dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn làm chủ đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra, tránh sạt lở đất đá trong các mùa mưa tới, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này. Ngoài ra, dự án còn tạo ra mỹ quan đô thị. Theo đó, dự án sẽ gia cố mái ta luy dương trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, đục tẩy cục bộ một số vị trí, xử lý bề mặt mái dốc đá phạm vi xung quanh vị trí sạt lở. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 65,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng, còn lại ngân sách thành phố Quy Nhơn. Việc xử lý khắc phục sạt lở mái ta luy đường Nguyễn Tất Thành nối dài sẽ triển khai từ nay đến năm 2024. Thưa quý vị, Sơn La là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực Tây Bắc. Sau 3 tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tổng lực ra quân kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế và làm giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ sự bình yên của nhân dân trên những tuyến đường. Quốc lộ 6 đoạn đi qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Qua công tác tuần tra, kiểm soát cũng như làm tốt công tác tuyên truyền, hầu hết người dân đã chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp lái xe vi phạm về lỗi vượt quá tốc độ khi tham gia giao thông. Hôm nay, tôi bị cảnh sát giao thông thuộc phòng công an tỉnh Sơn La vì đã chạy quá tốc độ quy định. Tôi xin hứa lần sau, tôi không chạy quá tốc độ quy định khi tham gia giao thông, cho đảm bảo tính mạng cho tôi và những người khác khi tham gia giao thông. Xác định các yêu cầu của Bộ Công an và Công an tỉnh trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, gây mất an ninh trật tự. Sau 3 tháng thực hiện cao điểm, đã xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 10 tỷ đồng, tước hơn 1.000 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ gần 1.200 phương tiện. Trong cái đợt thực hiện cao điểm chỉ đạo của cấp trên thì đơn vị chủ yếu đã phát hiện những hành vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, đó là vi phạm về nồng độ cồn, xe vi phạm về tốc độ, xe ô tô tải chở hàng quá khổ quá tải, cơ giới thành thùng, và đây là những cái hành vi mà cơ bản nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Và trong cái thời gian cao điểm thì anh em cũng nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm và xử lý nghiêm các hành vi phạm, không để lọt hành vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và hạn chế tai nạn giao thông. Với phương châm tập trung phòng ngừa, phát hiện, xử lý quyết liệt và nghiêm minh và không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tập trung lực lượng, phương tiện, các trang thiết bị nghiệp vụ và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm
trên các tuyến giao thông để làm tốt và nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ phương tiện và lái xe khi tham gia giao thông. Dịp cuối năm, khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các đợt tuần tra, kiểm soát thường xuyên để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi tại nghị trường nhiều vấn đề nóng như vấn đề hợp tác công tư trong việc mua sắm thiết bị y tế, tự chủ của các bệnh viện công lập, xã hội hóa, giá dịch vụ khám chữa bệnh ở khu vực tư nhân hay vấn đề về chế độ tiền lương của các nhân viên y tế. Về thực tế hiện nay, các cơ sở y tế công lập đang gặp khó khăn trong việc thực hiện tự chủ. Hiện trong dự thảo luật đã có một mục về tài chính trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh, tuy nhiên vẫn chưa có điều khoản quy định về những thực hiện tự chủ tại đơn vị y tế công lập như thế nào. Tôi đề nghị bổ sung thêm điều khoản quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị y tế công lập. Trong nội dung về tự chủ tài chính, cần quy định xác định mức độ tự chủ, nguyên tắc phân loại, phân tiêu chí phân loại, mức độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Mức độ tự chủ tương ứng với tỷ trọng dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước hay tỷ lệ đảm bảo kinh phí, đồng thời cần đi kèm tự chủ ở các lĩnh vực khác như tự chủ về hoạt động chuyên môn, tự chủ về nguồn nhân lực hay quyền được mua sắm đấu thầu trong khi thực hoạt động tự chủ. Trong thời gian gần đây, nhiều người thấy băn khoăn khi hàng chục ngàn cán bộ y tế xin nghỉ việc, rời bỏ các bệnh viện công, kể cả những bệnh viện lớn nơi mà biết bao các y bác sĩ mong muốn được làm việc ở đó. Phần lớn các y bác sĩ đều mong muốn bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, thuốc và vật tư đúng chủng loại để các thầy thuốc được toàn quyền lựa chọn thực hiện các phác đồ điều trị hữu hiệu nhất, không bị giới hạn bởi các ràng buộc khống chế về chi phí, danh mục các loại thuốc và thiết bị. Trong điều kiện làm việc như thế, nếu họ được hưởng mức thù lao thỏa đáng, xứng đáng với công sức và đóng góp của họ, thì họ sẽ toàn tâm, toàn ý dành hết năng lực vào của bản thân trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện, mà không phải chân trong, chân ngoài, lo tất bật với phòng khám tư. Tất cả những vấn đề nêu trên đều xuất phát từ nguyên nhân căn bản là cơ chế quản lý đang trói buộc, chưa cho phép các bệnh viện khai thác phát huy hết các tiềm năng lợi thế vốn có của mình. Các nội dung quy định về chính sách của nhà nước đối với hoạt động khám chữa bệnh còn rất chung chung, thiếu các chính sách cụ thể đối với từng khu vực như khu vực công, khu vực tư nhân và khu vực nước ngoài, tức là nhân đạo và phi lợi nhuận. Trong khi đó, yêu cầu và chính sách để đầu tư phát triển lĩnh vực y tế ở các khu vực này là hoàn toàn khác nhau. Khu vực nhà nước thì cần nhất là vốn, khu vực tư nhân là cơ chế, quy định của pháp luật và khu vực ngoài nhà nước cần có sự hợp tác, hỗ trợ, v.v. trong quá trình thực hiện. Vì vậy, kính đề nghị ban soạn thảo quy định rõ hơn các chính sách của nhà nước đối với từng khu vực để tạo sự minh bạch, công khai trong quá trình quản lý hoạt động của lĩnh vực y tế. Xã hội hóa mà chúng ta bây giờ đang khuyến khích, đúng không ạ? Thế mà bây giờ chúng ta lại ghi là trong quy định cũng chỉ nói là xã hội hóa được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật. Thế thì không rõ. Bây giờ các cơ sở người ta đầu tư vào lĩnh vực khám chữa bệnh, người ta được ưu tiên những cái gì? Chúng ta quy định nó rõ ra. Thấy là cần quy định thêm rõ ràng hơn về hợp tác phi lợi nhuận. Nghĩa là nhà đầu tư sẽ bỏ tiền ra để xây dựng và các cơ sở công lập sẽ sử dụng. Tiền lãi sẽ không chia mà là sẽ tiếp tục tái đầu tư và cho phục vụ là các cái hoạt động nhân đạo.